Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang quan sát trên màn ảnh đây là cái dòng máy bơm mình để tắt ao đó. Mình đang đặt ở trên bờ đang chạy với cái tốc độ mình gọi là khủng khiếp luôn. Nó bơm nước nó văng ra xa như thế này nè. Để chúng ta xem. Nó văng xa như thế này nè. Đây là cái ống phi 110 nha. Máy 2,2 kg 3 ngựa và cái ống hút là 114 dài 3 m. Chúng ta thấy nó hoạt động rất là tốt luôn. Cái này dùng để chúng ta tát ao. Thì cái ao của nhà mình là tầm khoảng 1.300 mét vuông, cỡ tầm 1.000 khối. Thì hy vọng là cái máy này nó sẽ bơm trong vòng khoảng 5-6 giờ là hoàn thành. Bởi vì nhà sản xuất ghi trong này á là có thể là 120 mét khối trên giờ, chúng ta có thể mở cho nhìn thấy. Và hiện tại là cái máy này đang sử dụng dòng tổng cộng là 950 mấy watt nè. Mình dùng cái đồng hồ 6 thông số đo nè. 214V, 954W. Đấy, thấy không? Rất là hiệu quả luôn. Bơm cực kỳ mạnh. Đấy. Thì dòng máy bơm này chúng ta thực hiện, chúng ta bơm xong chúng ta có thể là đem vào nhà cất giữ. Đấy. Ống hút là 3m x 114. Đẩy xa hiện tại bây giờ là tầm khoảng gần 5m. Rất là tuyệt vời luôn. Và mọi người có nhu cầu sử dụng cái máy này thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để màn ảnh nha, mình sẽ cung cấp cho chúng ta.